Xin chào mọi người! Trong thời gian vừa rồi thì đã có rất nhiều người gửi câu hỏi tới Trung Chính Audio rằng chúng ta tìm kiếm một giải pháp âm thanh hội thảo hội họp như thế nào mà chúng ta không phải lo sợ những cái nỗi lo như là tiếng hú, tiếng rè hay là cái việc chúng ta bị ngắt quãng khi đang phát biểu. Chính vì vậy, Trung Chính Audio đã tìm ra cho các bạn một hệ thống âm thanh mà đảm bảo được về tiêu chí chất lượng và giúp các bạn xóa tan đi những nỗi lo như vậy. Và hệ thống âm thanh hội thảo hôm nay mình mang đến cho các bạn đó chính là TS-D1000, một hệ thống đến từ Toa, thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần review chi tiết về hệ thống âm thanh hội thảo này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bộ xử lý trung tâm của hệ thống âm thanh hội thảo TS-D1000. Và về hình thức thì các bạn có thể quan sát thấy thì đó vẫn là một màu khá là truyền thống của thương hiệu Toa cũng như nhiều các thương hiệu âm thanh khác. Đó là màu đen với độ bóng khoảng 30%, giúp cho cái sản phẩm của chúng ta mang một cái vẻ đẹp hiện đại và phù hợp với xu thế. Ngoài ra thì thiết kế này sẽ được sử dụng chất liệu đó là các tấm thép, giúp cho cái sản phẩm của chúng ta có độ bền cao, độ chịu lực tốt và cái khả năng chống bụi cũng như là độ lâu bền với thời gian sẽ được cao hơn. Và trọng lượng của sản phẩm thì chỉ khoảng 2,2 kg, khá là nhẹ và phù hợp cho rất là nhiều không gian sử dụng khác nhau, vì nó không chiếm quá là nhiều diện tích trong một phòng họp của chúng ta. Các phím chức năng thì được bố trí rất là đơn giản và dễ dàng sử dụng. Mỗi chức năng thì được bố trí bằng một phím như thế này thì giúp chúng ta có thể điều khiển một cách dễ dàng và chính xác khi mà chúng ta muốn lựa chọn các chế độ cũng như là điều chỉnh tăng giảm âm lượng của loa, của mic. Và mình tin chắc rằng thì có thể không cần đến sách hướng dẫn, khi bạn nhìn vào những cái sơ đồ và cách bố trí của nhà sản xuất như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được sản phẩm một cách dễ dàng. Về chức năng của bộ xử lý trung tâm này thì mình sẽ nói qua về các chức năng đó được gắn liền với việc bố trí các phím ở trên bộ xử lý trung tâm này nhé. Đầu tiên thì mình có thể nhìn thấy ở đây đó là việc chúng ta điều chỉnh và lựa chọn các chế độ. Thì ở đây chúng ta có chế độ như là Standard, Oversight, Voice, Activation và Chair Manually. Thì khi sử dụng những cái này thì chúng ta sẽ lựa chọn bằng cách là bấm vào những cái phím ở đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng nó vô cùng là đơn giản. Tiếp theo là những chức năng chúng ta có thể sử dụng, đó là điều chỉnh các âm lượng của loa, đầu ra của các máy đại biểu và máy chủ tịch thì cũng được tích hợp ở trên này luôn. Tiếp theo đó là về chức năng test, tức là chức năng chúng ta sẽ kiểm tra cái việc hoạt động có ổn định hay không và việc các máy chủ tịch và máy đại biểu đã được kích hoạt trong hệ thống hay chưa. Và một điểm mà được người dùng đánh giá khá là cao ở hệ thống này và sản phẩm thiết bị trung tâm này, đó là sản phẩm kế thừa lại những cái đặc điểm ưu việt của các dòng sản phẩm là Toa của DS-900 và 920. Thì dòng D1000 sẽ có thêm cái phần đó là kết nối USB, tức là chúng ta sẽ cắm trực tiếp cái USB ở đây và thực hiện cái phần recording, tức là phần ghi âm ngay trên cái hệ thống trung tâm như thế này, để giúp cho chúng ta có thể là thu thập những cái dữ liệu, các thông tin ở trong cuộc hội thảo hội họp được nhanh chóng và thuận tiện hơn. Thì đây là một cái thiết kế vô cùng thông minh mà nhà Toa đã cải tiến và để đáp ứng ngày càng cao những cái nhu cầu của người dùng. Và một chức năng khác đó là chức năng headphone, tức là chúng ta có thể cắm trực tiếp cái tai nghe vào hệ thống này và điều chỉnh tăng giảm âm lượng ở trên bộ xử lý trung tâm này. Nhìn chung thì đây là một bộ xử lý trung tâm tích hợp rất là nhiều chức năng và cũng vô cùng nhỏ gọn và dễ sử dụng. Đây sẽ là một bộ xử lý trung tâm mà giúp cho chúng ta điều hành những cái cuộc hội thảo hội họp một cách dễ dàng và trơn tru nhất có thể. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần review chi tiết về một sản phẩm không thể thiếu trong các buổi hội thảo hội họp của chúng ta. Đó là những chiếc máy chủ tịch, máy đại biểu và những chiếc micro đang ở bên cạnh mình đây. Và trong hệ thống âm thanh hội thảo D1000 này thì mình sẽ review về cái máy chủ tịch và máy đại biểu. Về máy chủ tịch và máy đại biểu của hệ thống âm thanh hội thảo D1000 thì có hình dáng giống như chiếc kim tự tháp. Đây là một thiết kế mang cái hơi hướng của tương lai, về một cái mong muốn của nhà sản xuất là chúng ta đang hướng đến những cái gì hiện đại và những cái phát triển trong tương lai nhất. Đây là một cái thiết kế có thể là mang lại cho chúng ta những cái không gian rất là trang trọng và khác biệt so với những cái thiết kế truyền thống trước đây của các hệ thống âm thanh hội thảo hội họp. Và bề mặt loa của sản phẩm thì được thiết kế ngay ở mặt trước cùng với nút bấm tắt mở ở đây. Và đèn chỉ báo tín hiệu đặt ở đây thì giúp chúng ta có thể biết là thiết bị của chúng ta đã được kích hoạt và hoạt động bình thường hay không. Và cái thiết kế cũng rất là truyền thống của nhà Toa, đó là cái phần cắm tai nghe và cái con lăn để điều khiển cái âm lượng của loa đầu ra của các máy chủ tịch và máy đại biểu. Thì ngoài những cái thiết kế truyền thống và những cái thiết kế hiện đại như vậy thì chúng ta có thể thấy được là đây là một cái sản phẩm nó khá là mới mẻ và được người dùng khá là ưa chuộng ở trong cái xu thế hiện nay. Và giữa máy chủ tịch và máy đại biểu thì chúng ta chỉ khác nhau đó là máy chủ tịch thì chúng ta sẽ có thêm một cái phím chức năng, đó là priority, tức là cái quyền ưu tiên. Là khi chúng ta sử dụng trong cuộc họp và hội thảo hội họp, chúng ta ấn nút priority thì có thể là vô hiệu hóa tất cả những cái máy đại biểu còn lại và chỉ có máy chủ tịch được quyền phát biểu trong cuộc họp đó. Và đi liền với các máy chủ tịch và máy đại biểu thì chúng ta sẽ có các chiếc micro cổ ngỗng như thế này. Chúng ta sẽ có hai loại, đó là micro cổ ngỗng tiêu chuẩn M1 và micro cổ ngỗng với tiêu chuẩn là M2 là dài hơn, để chúng ta có thể lựa chọn làm sao để phù hợp với cái không gian cũng như là với cái gu thẩm mỹ của từng người để dành cho cái thiết kế của phòng hội thảo hội họp của mình. Và thiết kế của micro cổ ngỗng cũng như chức năng của nó thì cũng khá là giống với những cái sản phẩm mình đã review trước đây. Sẽ gồm có cái phần đèn chỉ báo tín hiệu nằm ở phần trên này để báo hiệu cho chúng ta là sản phẩm đang được hoạt động, hoặc là bị tắt hoặc là bị chen ngang. Chiếc micro cổ ngỗng này thì chúng ta có thể xoay về 360 độ tất cả các hướng mà người phát biểu muốn nói, vì vậy mà giúp cho chúng ta có thể điều khiển cái việc nói cũng như là thu tiếng được một cách tốt nhất. Về kích thước của hai sản phẩm micro này thì micro tiêu chuẩn sẽ có kích thước là 518mm và micro cần dài thì sẽ có chiều dài là 668mm. Và hai chiếc micro này thì có trọng lượng siêu nhẹ, chỉ chưa tới 200g. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua về các sản phẩm trong hệ thống của TS-D1000. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách kết nối của hệ thống này và các chức năng của nó sẽ được thể hiện như thế nào nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm dây nguồn vào thiết bị trung tâm. Đây chúng ta sẽ cắm vào cổng DC 24V. Ok, sau khi chúng ta kết nối dây nguồn thì ở đây mình có hai chiếc dây cáp kết 5 như thế này. Thì với các thiết bị hệ thống âm thanh hội thảo hiện đại như bây giờ thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái dây cáp kết 5 đơn giản như thế này thôi, thay vì những cái sợi dây cồng kềnh và tốn diện tích như ngày xưa. Ở đây thì mình sẽ cắm một đầu vào mic unit 01. Và một đầu thì mình sẽ kết nối vào máy đại biểu. Thì ở đây cái máy đại biểu này thì chúng ta sẽ mở phần dưới này ra. Có một chi tiết rất hay là chúng ta sẽ có khay mở như thế này để giúp cái dây cáp của chúng ta sẽ được ổn định hơn và tránh bị rút ra một cách bất ngờ. Và chúng ta sẽ ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái khe cắm như thế này, thì chúng ta cắm vào khe nào cũng được. Khi chúng ta cắm ở đây thì khi để chúng ta kết nối với nhiều những cái máy đại biểu khác thì chúng ta sẽ sử dụng các dây cáp kết 5 như thế này. Và mình sẽ cắm tiếp một chiếc cáp kết 5. Và sau khi kết nối hai dây cáp kết 5 này thì chúng ta sẽ đóng cái nắp này lại. Đây là một cái thiết kế rất là độc đáo của cái hệ thống hội thảo D1000 này của nhà Toa, giúp cho cái dây cáp của chúng ta sẽ được ổn định hơn. Và còn một đầu còn lại thì mình sẽ kết nối với cái thiết bị khác. Ở đây mình có một cái mic, một cái hệ thống của Hi-Hi-T là chủ tịch. Thì tương tự như vậy thì chúng ta sẽ mở nắp cái phần này và chúng ta sẽ kết nối. Ok, như vậy là mình đã kết nối bằng cái phương pháp đó là kết nối song song. Thì chúng ta có thể kết nối giữa thiết bị trung tâm với các máy đại biểu. Và nếu như chúng ta muốn kết nối nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng các dây kết 5 để chúng ta kết nối các máy đại biểu với nhau. Và như mình có giới thiệu ở trước thì hệ thống này của chúng ta có thể kết nối rất là nhiều máy đại biểu và để chúng ta phục vụ cho những cái nhu cầu trong các cuộc hội thảo, hội họp có nhiều người tham dự. Và bây giờ thì mình sẽ review qua về cái việc kết nối giữa thiết bị trung tâm với các máy đại biểu này như thế nào để chúng ta hiểu hơn về cái chức năng cũng như là những cái điểm ưu việt của hệ thống này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái nút test của sản phẩm. Ok, khi mình ấn giữ nút test này 3 giây thì đèn chỉ báo màu da cam này sẽ xuất hiện. Và tác dụng của cái phím test này thì giúp chúng ta có thể test được là các máy chủ tịch và máy đại biểu của chúng ta đang có hoạt động hay không. Thì việc nó hoạt động hay không sẽ được thể hiện ở đèn chỉ báo tín hiệu của các cần mic. Thì như các bạn có thể quan sát ở đây thì đèn chỉ báo tín hiệu của hai cái mic mình vừa kết nối đã có đèn báo màu đỏ, tức là các thiết bị, các máy đại biểu của chúng ta đã được hoạt động. Vừa rồi thì mình đã test thử hệ thống và các thiết bị của chúng ta thì các bạn có thể quan sát thấy là nó đang hoạt động rất là bình thường. Và sau khi chúng ta đã đảm bảo được hệ thống hoạt động bình thường rồi thì mình sẽ tắt cái nút test này đi bằng việc đó là ấn giữ vào nó 3 giây. Ok, như vậy là đèn chỉ báo tín hiệu màu cam đã tắt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá về các chức năng của cái hệ thống này nhé. Và như các bạn có thể quan sát ở đây thì về các chế độ thì chúng ta sẽ có 4 chế độ. Đầu tiên đó là Standard, là chế độ tiêu chuẩn. Thì khi chúng ta kích hoạt chế độ này lên, ở đây mình đã kích hoạt, đây là nó sẽ có đèn chỉ báo màu xanh. Và ngay bên cạnh đó là việc chúng ta sẽ sử dụng được đồng thời bao nhiêu mic, bao nhiêu cái thiết bị đại biểu có thể phát biểu cùng một lúc. Thì chúng ta sẽ có các lựa chọn là 1, 2 và 8. Thì mình sẽ thử ở đây, đó là 2. Ok, như vậy là mình đã chọn chế độ Standard và mình cho phép là 2 máy đại biểu cùng phát biểu cùng một lúc được. Thì để kiểm tra cái việc này thì chúng ta sẽ bật cái thiết bị này lên. Và hai thiết bị của chúng ta đều sáng đèn. Và khi chúng ta nói alo alo 1234 alo, như vậy là hai thiết bị của chúng ta đều có thể sử dụng và đều có thể phát biểu được cùng một lúc. Và nếu như các bạn muốn lựa chọn các chế độ như là 8 máy đại biểu thì chúng ta sẽ có lựa chọn ở đây. Rất là tiện lợi và thông minh. Chế độ thứ hai ở thiết bị trung tâm có hiển thị ở đây đó là Override, tức là chế độ ghi đè. Và khi chúng ta lựa chọn chế độ Override là chế độ ghi đè thì khi một mic đang phát biểu thì một mic khác có thể chen ngang vào. Chế độ thứ ba của thiết bị đó là Voice Activation, tức là chế độ tự động kích hoạt các máy đại biểu. Và để thể hiện cái chức năng này thì mình sẽ thử luôn cho các bạn xem. Mình chọn chế độ là Voice Activation ở đây, đèn chỉ báo tín hiệu màu xanh đã chỉ vào. Và ngay bây giờ thì mình sẽ nói alo 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 alo. Như các bạn có thể quan sát thấy thì mình không cần phải ấn vào nút tắt mở ở các máy đại biểu, mà khi mình kích hoạt cái chế độ này thì mình chỉ cần nói vào mic thì chiếc máy đại biểu này đã được kích hoạt và đã được phát biểu như các bạn có thể vừa nhìn thấy. Và chế độ cuối cùng mà hầu hết các hệ thống âm thanh hội thảo đều có đó là chế độ Chairman Only, tức là chế độ chỉ dành cho máy chủ tịch. Và mình sẽ test thử luôn nhé. Đèn chỉ báo tín hiệu màu xanh và chế độ Chairman Only. Và mình sẽ bật alo alo. Còn với những cái máy đại biểu khác thì chúng ta sẽ không được kích hoạt và không sử dụng được. Chế độ này giúp cho cái buổi hội thảo, hội nghị của chúng ta sẽ diễn ra một cách rất là trơn tru và cái người điều hành sẽ điều khiển được cuộc họp một cách tốt hơn. Một điểm rất hay của hệ thống này đó là chúng ta có chế độ Auto Off, tức là tự động ngắt thiết bị sau 30 giây. Và khi nếu như các bạn muốn sử dụng chức năng này thì chúng ta chỉ cần ấn vào nút có chữ Auto Off ở trên. Và khi đèn chỉ báo tín hiệu màu xanh xuất hiện thì có nghĩa là chức năng này đã được kích hoạt. Và để khám phá về các chức năng tiếp theo thì mình sẽ tắt đi chế độ Auto Off. Và bên tay phải chính là mic board, tức là điều chỉnh âm lượng của các máy đại biểu và máy chủ tịch. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái phần thiết kế của thiết bị này rất là thông minh và dễ dàng sử dụng. Thì thay vì chúng ta sử dụng cái núm xoay thì thiết bị của chúng ta là sử dụng những cái phím như thế này. Dấu cộng là tăng âm lượng và dấu trừ là giảm âm lượng. Và các đèn chỉ báo này sẽ hiển thị các mức âm lượng khác nhau. Đây, ví dụ mình giảm âm lượng đi thì nó sẽ như thế này. Mình sẽ nói thử nhé. Alo, alo. Và khi mình tăng âm lượng lên, alo, alo, alo. Rất là dễ dàng khi chúng ta sử dụng để điều khiển và để ứng biến linh hoạt trong một cái cuộc hội thảo, hội nghị. Về phần phía dưới này thì chính là phần các phím chức năng để chúng ta sử dụng cho cái tính năng recording, tức là chức năng ghi âm. Về chức năng ghi âm thì chúng ta sẽ gồm có bộ nhớ bên trong và bộ nhớ bên ngoài, thì chính là khe cắm USB được thiết kế ở ngay bên cạnh đây. Đây là điểm cải tiến của nhà Toa khi đưa vào cái dòng sản phẩm hệ thống âm thanh hội thảo TS-D1000 này. Trước đây thì hầu hết các sản phẩm trước đó của Toa thì không được tích hợp cái chức năng USB như thế này. Thì thay vì đấy là bây giờ chúng ta có thể đưa các ổ cắm và các thẻ USB cắm ở phần này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đưa các phần bộ nhớ ngoài một cách tiện lợi, linh hoạt và rất là chắc chắn. Ở bên này thì chúng ta sẽ có hai phím là Stop và Rec. Stop thì chúng ta sẽ là dừng ghi, còn phím Rec chính là chức năng bắt đầu ghi. Tiếp theo đó là phần vocal, là phần âm lượng cho headphone, và đây là khe cắm của tai nghe. Thì tương tự với phần điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ dành cho các máy đại biểu và máy chủ tịch, thì phần điều chỉnh âm lượng này của chúng ta sẽ sử dụng hai cái phím là cộng và trừ để chúng ta điều chỉnh tăng và giảm âm lượng, rất là đơn giản và dễ dàng sử dụng. Và một chức năng không thể thiếu của các thiết bị trung tâm đó là chức năng Setting Lock, có nghĩa là khóa các setting của chúng ta. Ví dụ khi mình đã setting được các chế độ ổn định như thế này thì mình sẽ ấn giữ 3 giây ở phím Setting Lock này để chúng ta khóa cái phần cài đặt này lại. Khi đèn chỉ báo tín hiệu màu da cam này hiện lên thì tất cả những cái phím chức năng mà mình vừa setting ở đây thì đều không có thể sử dụng và thay đổi được. Như vậy thì để giúp cho cái cuộc họp của chúng ta nó diễn ra được ổn định hơn và giúp chúng ta kiểm soát những cái phát biểu được tốt hơn. Và phía trên của Setting Lock này thì có hiển thị là phím Extra Control, tức là khi chúng ta cắm các thiết bị ngoại vi ở bên ngoài vào thiết bị trung tâm thì đèn và chỉ báo tín hiệu ở đây hiện lên, thì để cho chúng ta biết là đang có thiết bị ngoại vi. Và phía dưới của Setting Lock này chính là phím nguồn. Thì phím nguồn này chúng ta dùng để tắt mở thiết bị và sẽ có đèn chỉ báo tín hiệu, đó là màu trắng. Vừa rồi thì mình đã nói qua về cái thiết bị trung tâm của hệ thống. Còn các thiết bị máy đại biểu và máy chủ tịch thì về cái cách thức hoạt động của nó thì cũng như cái phần mình vừa kết nối vừa rồi. Ngoài ra thì mình có nhấn mạnh một số các đặc điểm để chúng ta có thể chú ý khi sử dụng hệ thống này. Với các thiết kế như thế này thì chúng ta sẽ có phím tắt và mở. Thì khi chúng ta lựa chọn các chế độ Standard ở đây thì chúng ta sẽ bật cái phím này lên, và khi có đèn chỉ báo tín hiệu màu đỏ ở cái phần máy đại biểu ở dưới và đèn chỉ báo tín hiệu màu đỏ ở phần cần mic, tức là cái thiết bị của chúng ta đã được hoạt động. Tương tự như vậy, máy chủ tịch cũng vậy. Ok, và khi chúng ta sử dụng cái thiết bị này thì cái phần loa của các máy đại biểu sẽ được thiết kế ở đây luôn, và cái phần âm thanh sẽ được phát ra ở đây hoặc phát ra cái loa mà chúng ta kết nối với thiết bị trung tâm. Vừa rồi thì chúng ta đã đi đánh giá chi tiết về ngoại hình cũng như tính năng của hệ thống âm thanh hội thảo TS-D1000 của nhà Toa. Chuyên nghiệp, nhỏ gọn và mạnh mẽ, đây chính là 3 tính từ theo mình là chính xác nhất để chúng ta mô tả về hệ thống âm thanh hội thảo này. Và nếu như các bạn đang tìm kiếm một giải pháp âm thanh cho trường học, cho công ty hay là các văn phòng hội thảo, hội họp thì TS-D1000 của nhà Toa là một sản phẩm các bạn không nên bỏ qua. Nếu như các bạn còn băn khoăn về các thông số kỹ thuật của các sản phẩm hay bất kỳ một hệ thống âm thanh nào khác, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0904 57 58 56 của Trung Chính Audio. Hoặc để đặt hàng và nhận những thông tin khuyến mãi thì các bạn có thể liên hệ tới hotline 0902 188 722 hoặc truy cập vào website của tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!